Hòa Minzy thông báo hủy show dịp cuối năm vì vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong suốt một năm qua, Hòa Minzy đã hoạt động vô cùng năng suất. Mới đây, trên trang fanpage của mình, Hòa Minzy đã đăng tải dòng trạng thái thông báo về việc hủy hai đêm nhạc sắp tới tại phòng trà khiến khán giả vô cùng lo lắng. Theo đó, Hòa Minzy chia sẻ, Hòa xin thông báo tới các quý khán giả đã mua vé cho hai đêm mini show mùng 6 tháng 1 và 8/1. Rất tiếc hai đêm nhạc sẽ không được diễn ra như dự định vì hiện tại sức khỏe và cổ họng Hòa không thể đáp ứng được ạ. Mỗi mini show em Hòa sẽ thường hát 20 đến 30 bài một đêm, và hai đêm tổng là 50 đến 60 bài, chưa kể lúc tập luyện hát như thật để đảm bảo chương trình được hay nhất. Bác sĩ cũng đã cảnh báo về vấn đề này, nhưng thời gian qua khối lượng công việc quá tải khiến cho cổ họng bị tổn thương hơn. Vậy nên rất tiếc phải đưa ra thông báo tới mọi người về việc show diễn bị hủy. Hy vọng được phục vụ quý khán giả tại một đêm nhạc gần nhất ạ. Chân thành xin lỗi quý khán giả. Qua bài đăng, có thể thấy việc hát quá nhiều đã phần nào khiến cho cổ họng của Hòa Minzy bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì khối lượng công việc quá tải nên Hòa Minzy đã không có thời gian nghỉ ngơi để khôi phục lại tình trạng thanh quản như bác sĩ đã căn dặn, dẫn đến vấn đề ngày một nghiêm trọng hơn. Sau thông báo hủy hai show diễn này, Hòa Minzy cũng cho biết mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt một vài show hát 2 đến 3 ca khúc nữa thì sẽ chính thức nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Trong một năm trở lại đây, Hòa Minzy đã cho thấy được sự chăm chỉ làm nghề khi không những liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu ca nhạc lớn, nhỏ khác nhau. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng đã trình làng đến khán giả sản phẩm âm nhạc Người Đến Sau Thay Em được đầu tư chất lượng. Việc liên tục sử dụng giọng hát đã khiến cổ họng của Hòa Minzy bị ảnh hưởng khá nhiều. Người hâm mộ hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của Hòa Minzy và hy vọng nữ ca sĩ sẽ sớm hồi phục. Đừng quên theo dõi Sao Star để cập nhật những thông tin mới nhất.